Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý ông bà chị em, quý hội thánh của Chúa ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Một tuần lễ mới tốt lành mà chúng ta được đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa. Và buổi sáng nay trong tinh thần của sự biết ơn Chúa, chúng ta thờ phượng Ngài vì Chúa cho chúng ta còn có hơi thở, còn có sự sống để chúng ta được thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Như buổi sáng nay chúng ta nghe một sư Tấn có đọc một phân đoạn Kinh Thánh ở trong Thi Thiên đoạn 90, nói về đời sống con người của chúng ta khi còn sống ở trên đất này, thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa, hãy khôn ngoan để chúng ta đếm các ngày của chúng ta, bởi vì cuộc sống của chúng ta thật là mong manh và ngắn ngủi. Trong tuần qua thì hội thánh của chúng ta cũng đã phải chúng ta cùng chia buồn với gia đình tang quyến của mục sư Lê Văn Tú, bởi vì bà nội của mục sư Tú đã về với Chúa trong tuần vừa qua. Có thể chúng ta thấy rằng là đầu năm, đầu tháng mà chúng ta phải mang cái tinh thần tang chế như vậy, nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là thà chúng ta đi đến nhà tang chế còn hơn là ở trong nhà yến tiệc. Bởi vì tại đó chúng ta nhìn thấy được cái sự cuối cùng cuộc đời của mỗi người chúng ta nó mong manh và ngắn ngủi thế nào, để chúng ta có thể nhìn thấy được ý nghĩa và mục đích sống của con người của chúng ta trên đất này là gì. Có phải là vật chất, tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị, nhưng mà đến khi mà chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta sẽ nghĩ về điều gì trước hết? Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay tôi soạn một bài giảng để nói về cuộc sống con người của chúng ta khi kết thúc chúng ta sẽ đi về đâu. Tôi xin được phép chia sẻ về một phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Luca đoạn 16 câu 19 cho đến câu 31. Sứ điệp buổi sáng nay trong 35 phút này tôi xin chia sẻ về một chủ đề, đó là phía sau đoàn kết. Tôi xin trân trọng kính mời hội thánh chúng ta cùng mở ra và cùng xem Kinh Thánh với tôi ở trong Luca đoạn 16 từ câu 19 cho đến câu 31. Tôi xin phép đọc lời của Chúa ở đây. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ, người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người và người nghèo chết. Thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazaro trong lòng người, bèn kêu lên rằng: hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazaro phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ cái chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Kính thưa quý ông bà chị em, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được một sự thật, đó là mỗi người chúng ta sống ở trên đất này, dù giàu sang hay là nghèo hèn, dù chúng ta ở hoàn cảnh nào hoặc địa vị nào, thì chúng ta cũng sẽ phải đến hồi kết thúc cuộc sống của chúng ta trên đất này. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Lazaro chết trước người nhà giàu, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy được cái câu chuyện mà Chúa Ngài giới thiệu với chúng ta có hai nhân vật có thật. Đây không phải là hai nhân vật ở trong cổ tích hoặc là trong huyền thoại, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đang cho chúng ta thấy được cái sự đối thoại giữa hai người có thật, một người nhà giàu và một người nhà nghèo. Kinh Thánh
Chúa Giêsu ngài giới thiệu với chúng ta cái khung cảnh giàu sang của một người nhà giàu. Rồi sau đó Chúa Giêsu ngài giới thiệu bên cạnh người nhà giàu lại có một người nhà nghèo tên là Lazaro. Và khi mà hai người giàu và người nghèo này đến hồi chết thì ai chết trước quý mài cha? Người nghèo chết trước. Và chúng ta thấy rằng là cái người nhà giàu này đó hàng ngày ăn ở rất là sung sướng, chẳng có khe, chẳng có quan tâm đến cái người nhà nghèo đang ngồi hoặc là đang ở trước cửa nhà mình. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là người nhà nghèo ước ao được ăn những cái món ngon từ trên bàn của Lazarus, nhưng mà chẳng ai khe, chẳng ai quan tâm hết. Và có thể chúng ta hiểu được rằng là cái người nhà giàu này là một người ích kỷ, một người khoe khoang, một người sống lè loẹt nhưng mà chẳng có tình yêu thương đối với đồng loại của mình. Cả hai người này, giàu và nghèo này, đều là người Israel. Bởi vì khi mà chết á, cái người nhà giàu nhìn thấy Abraham và Lazarus ở đằng xa, ở trong paradis, tức là trong chốn thiên đàng đó, thì người nhà giàu này đã nói rằng là Abraham là tổ tôi. Người nhà giàu đó cũng là người Israel, cũng là người thuộc về dòng giống của Abraham. Và thì đúng ra một người Israel thì người đó cần phải sống theo lời của Chúa và phải yêu thương đồng loại của mình. Ở trong Lê Vê Ký đoạn 19 câu 18, lời của Chúa chép rằng là hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình, ta là Đức Giê-hô-va. Ở trong Cựu Ước, tức là trước khi Chúa Giê-xu ngài đến thế gian này, thì Chúa ngài đã căn dặn dân Israel rằng là hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Người nhà giàu ở đây người nhà giàu này ở đây không có một tấm lòng yêu thương đồng loại của mình, đúng không quý mài chị? Có thể chúng ta suy nghĩ rằng là ô, nếu mà tôi mà như người nhà giàu đó thì có lẽ tôi sẽ cho cái người nhà nghèo một ít bánh mì, hoặc là một chút bánh pizza, hoặc là một bữa ăn nào đó ở KFC chẳng hạn. Nhưng quý mài chị em ơi, không cần chúng ta phải là người giàu chúng ta mới có thể cho người khác. Không cần cái người đó phải là quá nghèo như Lazarus thì chúng ta mới cho cái người đó. Quý mài chị em, có một Lazarus nào đó trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa đặt để ngay trước mặt chúng ta, liệu rằng chúng ta có tấm lòng thương xót đối với họ hay không? Và cái điều mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy được ở đây đó là tình yêu thương đồng loại. Nhất là anh chị em trong Chúa với nhau, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau quý mài chị em. Người nhà giàu ở đây dẫu rằng là một người có đạo đó, nhưng mà không kinh nghiệm tình yêu và sự sống của Chúa thật ở trong lòng của mình. Cả hai người cũng đều có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà một người thì có một sự nương cậy nơi Chúa. Một người đó là người nhà nghèo, sống ở trên đất này có thể lây lấp, thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn, nhưng mà người này vẫn để lòng tin cậy nơi Chúa cho đến khi chết. Và cái Thánh nói rằng là người nhà nghèo chết thì thiên sứ đem để vào lòng của Abraham, tức là một nơi bình an, đó là một nơi phước hạnh của thiên đàng quý mạng cho em. Nhưng mà cái Thánh nói rằng là khi mà người nhà giàu chết thì không có thiên sứ nào đem để vào lòng Abraham, không có một thiên sứ nào đem linh hồn của đó vào thiên đàng cả. Chỉ có người ta đem chôn thôi, chỉ có kèn trống rồi có ban nhạc của đội tang lễ đến để mà chia buồn, hoặc là thậm chí có những người khóc mướn đến để mà khóc vậy thôi. Có thể người nhà nghèo chết không có bất cứ một cái sự rình rang nào trong tang lễ người đó hết, nhưng mà linh hồn của đó được vào trong thiên đàng quý mài chị em. Sáng nay chúng ta đọc ở trong Thiên đoạn 90 nói rằng là lạy Chúa từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúng ta đọc ở trong Thiên đoạn thứ một đoạn 90 câu 1 cho chúng ta thấy được rằng là lạy Chúa từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Như vậy thì chết không phải là hết quý mài chị em ơi. Nhưng mà chết đó là một sự chuyển tiếp từ đời này đến đời kia. Cho nên người Việt Nam của chúng ta dùng từ rất là hay, đó là cái từ qua đời để ám chỉ về sự chết của một người. Bởi vì khi mà chúng ta chết, đó là linh hồn của chúng ta được chuyển tiếp từ đời này cho đến đời sau. Người ta nói chết là hết.
Nhưng mà thật ra trên không phải trả hết luôn mà trên. Nhưng mà Kinh Thánh ở đây dùng một cái trật tự rất là hay, đó là từ đời này qua đời kia. Tức là nếu một người muốn đời sau của mình, sau khi linh hồn mình chết mà được vào trong thiên đàng và được ở với Chúa, thì trong đời này đời đó cần phải có tấm lòng tin cậy Chúa và phải chọn Chúa là nơi ở của mình, thì đời sau người đó mới được ở với Chúa. Không có chuyện một người ở đang sống ở trong đời này mà không tin kính Chúa, không tin cậy Chúa, không biết Chúa là ai hết, mà bởi đạo đức của mình hoặc là cái việc lành của mình mà mình có thể vào trong thiên đàng ở trong đời sau, quý mạng chị. Cho nên lời của Chúa Ngài nhắc nhở mọi người chúng ta, đang khi chúng ta còn sống ở trong đời này, chúng ta hãy chọn Chúa là nơi ở của mình. Amen. Và chúng ta sẽ có một hy vọng sáng sủa hơn ở trong tương lai. Amen. Có nhiều người suy nghĩ rằng là ô tôi bây giờ qua Mỹ rồi, cuộc sống tôi sung túc rồi, giàu có sung sướng rồi, tôi không cần đến Chúa nữa. Vừa rồi trong hãng tôi nói chuyện với một người anh em, người anh em này nói với tôi, cũng là Tĩnh Lăng, cũng nói với tôi rằng anh ơi, anh biết đó, em nhìn thấy đó, có nhiều gia đình Việt Nam qua bên Tây tan nát hết, người ta ly dị rất là nhiều. Tôi nói ủa vậy hả, tôi cũng nhìn thấy như vậy đó. Còn ở Việt Nam có nhiều người đang nghĩ là gia đình này sướng quá, phước quá, được qua Mỹ. Nhưng mà đâu có biết rằng có những cuộc hôn nhân đã phải đổ nước mắt bởi vì cớ họ đã chọn cơm áo gạo tiền, đồng tiền là tất cả của họ, và họ tan nát hạnh phúc của họ. Quý mài chị em ơi, đó có phải là phước quý mài chị em? Mỹ không phải là tất cả, bởi vì Mỹ cũng chỉ là đời này mà thôi. Quý mài chị em ơi, quý mài chị em có nhìn thấy xa giống như người nghèo ở đây không? Nhìn thấy rằng là cái khó khăn tạm bợ của đời này nó chỉ là chống qua thôi, nhưng mà đời sau đó, ở trong lòng Abraham đó, ở trong lòng của Đức Chúa Trời đó, chỗ đó phước hạnh hơn. Đời này chỉ là tạm bợ mà thôi, quý mà chết. Mỹ này có giàu có hay là vinh quang như thế nào chứ nữa, thì nước Mỹ cũng chỉ là tạm bợ trong đời này. Tình cho tiền bạc là tất cả. Dĩ nhiên chúng ta cần có tiền chứ, tôi cũng cần có tiền. Tiền không phải là rác rưởi. Chúng ta không cần, ai không cần tiền cứ đưa cho tôi hoặc là đưa cho một sư tú, đúng không? Tất cả chúng ta ai cũng cần có tiền hết. Nhưng mà hãy nhớ rằng tiền không phải là tất cả, Chúa mới là tất cả của chúng ta. Ở đây chúng ta học được một điều, đó là chết không phải là hết, nhưng mà chết đó là một sự khởi đầu cho một cuộc sống khác ở cõi bên đàng. Ở trong truyền đạo đặc biệt 2 câu 6 trên câu 7, lời của Chúa nói rằng là hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây vặt đứt và chén vàng vỡ, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã bàn nó. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa, hãy tưởng nhớ đến Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người và vạn vật. Con người chúng ta không phải tự nhiên mà có, không phải từ khỉ mà ra, nhưng mà con người của chúng ta từ nơi chính bàn tay của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta từ trong lòng mình. Con người của chúng ta được dựng nên theo hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thờ phượng Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa với mọi sự. Bởi vì khi mà chúng ta chết rồi, dù là giàu hay nghèo, dù là vô thần hay là hữu thần, dù là chúng ta tin Chúa hay là chúng ta không tin Chúa, thì thần linh của chúng ta sau khi chết cũng sẽ trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban chúng ta. Cho nên người Việt Nam của chúng ta dùng cái từ đó là chết thì chầu trời, đúng không ạ? Trời kêu ai nấy dạ. Tổng thống chết có dạ không? Dạ chứ, đúng không ạ? Ai đối diện với cái chết cũng phải dạ hết, quý mà chết. Tần Thủy Hoàng là một vị vua rất là vinh quang và quyền lực ở tại Trung Hoa, là vị vua đầu tiên của Trung Hoa. Khi mà ông ở trong đỉnh điểm của sự giàu sang của mình, ông đã đối diện với cái chết. Và ông đã sai các quần thần của mình đi khắp thế giới thời bấy giờ để mà kiếm ra một loại thuốc trường sinh bất tử. Nhưng mà khi mà các triều thần của ông đi khắp thế giới kiếm không ra được cái thuốc trường sinh bất tử đó, ông đã phải rút hơi thở cuối cùng của mình vào tuổi 49. Quý vị thấy khủng khiếp không? Một ông vua đỉnh điểm của quyền lực của mình nghĩ rằng là tôi là hoàng đế của một đế quốc hùng mạnh như vậy đó, nhưng mà khi chết cũng phải chầu trời. Và người giàu ở đây cũng vậy, quý mài chị em, chúng ta không biết được
tài sản của người này là bao nhiêu. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là người này cũng phải chết. Và người nhà nghèo chết trước. Đôi khi chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta nó giống như là một cái vở hài kịch. Những người ác, những người ích kỷ, những người tham lam, những người quyền lực mà không có tấm lòng thương xót người khác lại sống thọ hơn những người nghèo khổ, sống thọ hơn những người có tâm lòng nhân đức. Đúng không quý mời chứ? Đôi khi chúng ta nói sao cuộc trời cao lại không có mắt. Cái thằng đó nó giàu có, nó án nhân án đức như vậy đó mà để cho nó sống lâu, sống thọ hơn. Trong khi đó cái người mà có vẻ rất là hiền lành, yêu thương người khác, sống nhân từ tử tế với người khác lại chết yểu chết sớm rồi. Trời ơi sao mà bất công quá. Em vợ tôi khi mới có 27-28 tuổi thôi thì đã đột ngột về với Chúa. Và cái gia đình bên vợ của tôi và chính bản thân tôi cũng rất là đau lòng trước cái sự chia xa mất mát này. Tất cả mọi người đều thương tiếc em bởi vì em còn quá trẻ. Rồi mới cách đây khoảng 1 tháng thôi, chưa được 1 tháng thì hội thánh của chúng tôi ở tại Việt Nam cũng phải nằm ngùi chia xa đối với một em thanh niên cũng mới có 27-28 tuổi, chưa đến 30 tuổi, cũng đã đột ngột bị về với Chúa bởi vì tai nạn giao thông. Và em này rất là yêu mến Chúa, trung tín đi nhóm thờ phượng Chúa, nhưng mà cũng phải gặp những cái sự dữ như vậy. Đôi khi chúng ta thắc mắc, Chúa ơi, tại sao mà cuộc đời nó có vẻ bất công như vậy? Nhưng mà chúng ta thấy được cái sự mưu luận của Chúa, đó có phải là tự nhiên mà cái chết đã đến với người nhà nghèo trước hết như vậy? Nhưng mà đây là một cái chương trình, một cái đặc ân mà Chúa dành cho cái người nhà giàu, ác nhân ác đức đó. Đó là để cho cái người nghèo chết trước mặt cái người nhà giàu đó, để cái người nhà giàu đó phải kính sợ Chúa, phải biết trở lại với Chúa. Bởi vì tại cái chỗ chết của cái người nhà nghèo đó, mình phải suy gẫm lại cuộc đời của mình. Hãy đi đến nhà tàn chế hơn là đến nhà kiếm tiền. Bởi vì tại đó chúng ta sẽ thấy được cái sự cuối cùng của mình. Có thể người nhà giàu khi thấy người nhà nghèo chết như vậy, cái người nhà giàu đó phải suy nghĩ rằng là ồ, đến cuối cùng mình cũng sẽ chết giống như người nhà nghèo đó. Rồi chết, linh hồn mình đi về đâu? Nhưng mà người nhà giàu này chẳng mấy mấy suy nghĩ như vậy. Có thể người nhà giàu này nghĩ rằng là cuộc đời mình còn dài lắm, mình giàu thế này mà làm sao mà mình chết được. Nhưng mà cái chết nó không từ bất cứ một ai hết quý mà chị. Khi chúng ta vào nghĩa trang, chúng ta thấy trong nghĩa trang có người 90 tuổi cũng chết, người 30 tuổi cũng chết, người 10 tuổi cũng chết, đúng không? Thậm chí có những trẻ em mới 3-4 tuổi cũng chết. Cái chết không từ bất cứ một ai hết quý mà chị. Nhưng mà một cái sự hài kịch cuộc đời của người chúng ta đó là không một ai chúng ta nghĩ đến cái chết hết. Đến khi chúng ta còn sống không nghĩ, đúng không? Chết ai chết chứ tôi không bao giờ tôi chết. Nhất là khi mà chúng ta giàu có, chúng ta có đầy đủ tất cả mọi thứ chúng ta cần, chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái chết hết. Nhưng mà nếu chúng ta thấy một ai đó gần chúng ta mà họ thúc hơi thở cuối cùng, họ chết đó, chúng ta liệu có suy nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi cũng sẽ giống như người đó không? Rồi nếu chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta sẽ phải chọn địa điểm quyết mà chết. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là chết không phải là hết, nhưng mà chết đó là một sự chuyển tiếp. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta có những bài học, đó là khi chúng ta chết thì linh hồn của chúng ta có phải rơi vào trong một cái trạng thái tĩnh mịch, hay là chúng ta không còn biết cái gì hết. Giống như người Phật giáo họ nghĩ rằng là khi mà một người thân ở trong gia đình chết thì linh hồn của người thân của mình còn ở đâu đó lãng vãng trong gia đình, sau 49 ngày mình cúng kiến sau đó đủ rồi đó thì linh hồn người đó sẽ được siêu thoát, rồi chúng ta phải xả tang, rồi sau đó linh hồn người đó sẽ rời khỏi gia đình. Nhưng mà không, nguyên mại chèm ở trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta thấy được là người nhà giàu khi chết thì ngay lập tức bị quăng vào trong lương phủ và cảm nhận sự đau đớn, cảm nhận được cái sự khổ sở và nóng nực, nóng bức của âm phủ và địa ngục. Người nhà nghèo cũng ngay lập tức được vào trong lòng Abraham, ngay lập tức như quý bà chị em.
ngay lập tức. Quý mời chị, không có thời gian để chúng ta ăn năn, không có cơ hội để chúng ta làm lại đời của mình nữa. Đúng, chết là hết thật, nhưng mà hết ở đây có nghĩa là hết cơ hội, hết cái dịp để chúng ta có thể ăn năn tin Chúa. Ngủ với mài chém ở đây không phải là một cái sự đe dọa, nhưng mà đây là một cái sự thật, đây là lẽ thật của Kinh Thánh. Của mài chém mọi người, chúng ta hãy suy gẫm lời của Chúa và để cho lời của Chúa dạy dỗ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy được một điều, đó là chết là không còn cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời của mình lần thứ hai. Không có chuyện đầu thai chuyển kiếp theo như thuyết luân hồi của Phật giáo cho người nhà giàu này để người đó làm lại cuộc đời của mình. Và cũng như không có chuyện linh hồn của người đã chết có thể về báo mộng lại cho người thân gia đình của mình ở trên dương thế. Không hề có cái chuyện mà linh hồn của ông bà tổ tiên của mình về nói: con ơi, dưới đây lạnh lắm, con đốt nhang, con đốt cái này cái kia, con cúng cho ba má ăn dưới đây, đói quá. Không có chuyện đó. Với mặt Kinh Thánh nói với chúng ta là người già giàu này muốn về để mà báo cho các anh em của mình ở Việt Nam, à, xin lỗi, ở Trần Giang, đúng không ạ? Thành người giàu này là người Israel mà đâu có thể nào mà ở Việt Nam được. Muốn báo cho gia đình của mình, người thân biết rằng là ô, cái ông phụ này đau đớn khổ sở lắm, nhưng mà không có cơ hội với mày chứ. Chúng ta thấy rằng là người nhà giàu này là một cái người hay sai khiến người khác, có lẽ là một người hay sai khiến người khác khi còn sống, tại vì đã chết rồi mà còn sai Lazarus, đúng không ạ? Đầu tiên, lần đầu tiên đó là sai Lazarus nhúng cái ngón tay vào trong nước để làm mát lưỡi mình. Rồi sai không được, lần đó thì sai thêm lần nữa, đó là Abraham ơi, xin sai Lazarus về nhà của tôi. Quý vị thấy không? Cái nhân cách đạo đức của người giàu này không hề có. Có thể khi mà người này còn sống ở trên dương gian đó, giàu có đó, thì hay sai khiến người khác, coi thường người khác. Nghĩ rằng là mình có tiền bạc của cải thì mình có thể sai khiến người khác và coi thường người khác. Dĩ nhiên không phải người nhà giàu nào cũng ác hết, quý mài chứ, đúng không ạ? Không phải như người nhà nghèo nào cũng tốt như người nghèo đây. Tại vì trong cái thánh cũng có những người họ rất là giàu có. Tôi ví dụ như Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, những người đó đều là những người giàu có. Và Salomon, wow, chúng ta thấy hàng nhà sa số những người được Chúa ban phước cho họ có sự giàu có, thịnh vượng, bởi vì tới họ đi theo thánh ý của Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng là người nhà nghèo ở đây, chúng ta không biết được cái hoàn cảnh của người đó. Tại sao nghèo? Chúng ta không thể biết được. Cũng có người tin Chúa vẫn sống ở trong sự nghèo thiếu. Nhưng mà không phải rằng là người ta nghèo như vậy là bởi vì người ta làm nát. Không phải người ta nghèo như vậy là bởi vì cớ người ta không có phước của Chúa. Ngày hôm nay đôi khi con cái Chúa chúng ta cũng nhìn vào trong cái vẻ ngoài diện mạo của nhau để chúng ta đánh giá người khác. Có không quý mà chứ? Ở Việt Nam tôi thấy có những trường hợp đó là khi ông mục sư đó, ông đi xe đạp hoặc là ông đi cái xe mà cọc và chặt đến để hội thánh để mà giảng lời Chúa đó, thì đôi khi tín đồ trong hội thánh đó ta không có quan tâm, không có tôn trọng mục sư đó. Nhưng mà cho đến khi mà các mục sư đó được phước đó, ông được lên xe tay ga hoặc là đi xe ô tô bốn bánh đó quý vị, cũng tại trong hội thánh đó người ta tới nâng khăn sửa túi cho mục sư đó. Ô, mục sư được phước quá, mục sư, wow, nghe nói mục sư sắp đi Mỹ đúng không mục sư? Còn trước đây á, còn khổ quá, chẳng ai quan tâm lắm, đúng không ạ? Xin Chúa ngày cho chúng ta có tấm lòng yêu thương và quan tâm đến người khác, nhất là chúng ta là người tin Chúa. Chúng ta hãy sống giống như Chúa Giêsu Christ là đấng yêu thương con người của chúng ta, và tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện. Không phải là chúng ta giàu có Chúa mới yêu chúng ta, không phải là chúng ta tốt thì chúng ta mới được Chúa yêu. Không phải chúng ta có một cái gì đó tốt lành thì Chúa ngài mới quan tâm đến chúng ta, quý mời chứ. Con người của chúng ta giá trị nằm ở chỗ là linh hồn của chúng ta được tạo dựng nên giống như Đức Chúa Trời, chứ không phải là nằm ở trong cái đồng tiền hoặc là cái thu nhập của chúng ta. Cách đây mấy bữa trước khi mà tôi đi làm về, buổi tối nọ tôi đi ngang qua nhà của anh chị Hùng Nga,
nên tôi nhìn thấy nhà họ không có chiếc xe ô tô ở phía trước nhà, mà họ cũng chưa có việc làm gì hết. Tự nhiên trong tâm suy nghĩ của tôi, tâm trí của tôi nó suy nghĩ rằng là có khi nào mà họ khó khăn quá rồi họ bán cái xe của họ luôn không? Ủa sao cái xe ô tô để phía trước nhà luôn? Và thế là qua hôm sau tôi ngay lập tức tôi mua một chút thức ăn tôi gửi gia đình của họ. Tôi thực sự tôi không biết rằng là hoàn cảnh họ như thế nào hết. Có thể tôi suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà Chúa nhắc tôi một điều rằng là tôi cần phải share những cái gì tôi có cho họ. Tôi rất là biết ơn Chúa và cảm động khi mà trước đây đó, vợ chồng chúng tôi chưa có việc làm, tôi cũng chưa đi làm trong hãng đó, thì một sư cố đã đem một bịch gạo đến để mà chia sẻ với gia đình của chúng tôi. Chỉ cần một bịch gạo 10kg thôi quý mài trẻ, nó có thể khiến cho người khác ấm lòng ở trong cái hoàn cảnh khó khăn của họ. Không cần chúng ta phải cho họ $100 họ mới biết ơn chúng ta. Tình yêu thương nằm ở chỗ đó. Và Chúa nói với chúng ta rằng là ai yêu Đức Chúa Trời cũng hãy yêu thương anh em của mình. À, tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Giăng nhất đoạn số 4. À, câu số 20 như thế này. Ví của ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì cái nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Nếu chúng ta không yêu anh em xung quanh mình thì mình sẽ không thể nào yêu Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta không thấy. Và ở trong đoạn 3 câu số 17 chép rằng nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Một người tin Chúa thật, người đó sẽ yêu thương và quan tâm đến những nhu cầu của những người xung quanh mình. Thấy họ có thể khó khăn, có thể túng thiếu thì chúng ta hãy giúp đỡ họ. Còn nếu mà lòng của chúng ta chặt dạ, cái Thánh dùng cái từ chặt dạ rất là hay để nói về một cái sự không mở lòng đối với anh em của mình, thì tình yêu của Chúa chưa đủ ở trong họ. Dạ xin lỗi, Kinh Thánh ở đây dùng cái từ đó là không phải là chưa đủ mà là không có ở trong người đó luôn quý mà cha. Tình yêu của Chúa, lòng yêu mến Chúa thể nào ở trong người được, không có một chút gì hết tình yêu của Chúa. Và ở đây người giàu, chúng ta trở lại với câu chuyện của người giàu ở đây, chúng ta thấy rằng người giàu này vẫn còn có ý thức, vẫn còn có giác quan nhớ về người thân gia đình của mình ở xứ sở quê hương của mình. Chết không phải là mình rơi vào trong cái trạng thái u mê không nhớ gì hết, nhưng mà vẫn còn nhớ đến người thân của mình, đúng không ạ? Nhưng mà người này cũng cảm biết rằng là ở âm phủ địa ngục này nóng lắm, khổ lắm, cho nên người này không muốn cho bất cứ một người thân nào ở trên dương thế đoàn tụ với mình ở tại âm phủ. Cho nên ngày nay có nhiều người khi còn sống á, mình cứ ước mong không có Chúa nha, người này không, những người không có Chúa đó, họ ước mong rằng là mình sẽ được đoàn tụ với ông bà tổ tiên của mình sau khi chết ở nơi xứ vàng đó. Thì những người đó không hề biết rằng là ở nơi xứ vàng nó nóng lắm, và Chúa không muốn cho bất cứ một ai xuống âm phủ địa ngục hết quý mài cha. Đức Chúa Trời không bao giờ đẩy một ai vào trong thiên đàng, và Ngài cũng không lôi cổ một ai vào trong địa ngục nào. Tất cả đều nằm ở trong chỗ chúng ta chọn lựa và quyết định cho bản thân của mình. Chúa không muốn cho bất cứ một ai chết mất hết, nhưng mà Chúa muốn cho mọi người ăn năn và hiểu biết lời thật của Chúa. Đời sống của mỗi người chúng ta có hai giai đoạn. Giai đoạn một đó là chúng ta được sống tạm trên đất này trong mấy mươi năm để chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn mà chúng ta, linh hồn của chúng ta sẽ được sống đời đời trong cõi vĩnh hằng sau khi chết. Dù muốn hay là không thì mỗi người chúng ta đều sẽ đi đến nơi ở đời đời của mình. Quý vị có chuẩn bị kỹ lưỡng cho nơi ở đời đời của mình chưa? Lời của Chúa Giêsu ngày dạy chúng ta rằng là vậy, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm mọi điều ấy nữa. Matthew đoạn 6 câu 23 cho chúng ta thấy được cái trật tự ở đây, ở trong việc mà chúng ta tìm kiếm Chúa. Nếu chúng ta có đức tin và lòng hướng về Chúa thì chúng ta hãy đặt để Chúa là trước hết trong đời sống của chúng ta. Có chừng có ngày hôm nay có nhiều người họ đã
bị sai lầm, đó là bởi vì họ đã đổi ngược lại cái thứ tự ưu tiên của họ. Họ lo cho cơm áo gạo tiền, cho cuộc sống, cho công việc của mình ổn định sau rồi, họ đầy đủ hết rồi thì họ mới tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài. Họ quá bận rộn để rồi không còn nhớ đến Chúa là ai. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta trước hết phải tìm kiếm Chúa. Có thể cái trước hết của quý vị đó là 4-5 giờ sáng, bởi vì quý vị đi làm rồi quý vị về nhà ngủ sớm. Nhưng mà đối với tôi và những anh chị em mà làm ca đêm đó, thì cái trước hết của chúng tôi đó là khoảng 11-12 giờ trưa. Tại vì khi chúng tôi về đến nhà là 3-4 giờ sáng rồi. Có khi có hôm tôi 5 giờ sáng tôi mới ngủ được. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là giờ nào, nhưng mà điều quan trọng đó là thái độ của chúng ta để Chúa phải là trước hết trong cuộc đời. Khi chúng ta gặp nan đề, trước hết chúng ta nghĩ về ai? Chúa hay là mục sư Tú? Có nhiều người tôi thấy rằng là họ gặp khó khăn đó, họ chạy đến với mục sư Tú. Nhưng mà đến khi mà thịnh vượng thành công rồi đó, thì không còn liên hệ được, đúng không mục sư Tú ha? Thậm chí gọi điện thoại có máy. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa bởi vì tình yêu của Chúa không có điều kiện. Có những anh chị em khi gặp khó khăn đến với nhà của Chúa, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ hết tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên tôi cũng giống như anh chị em mới đến thì tôi cũng cần có sự giúp đỡ. Nhưng mà ở lâu rồi tôi cũng sẽ có thể giúp đỡ cho người khác và không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Quý vị đến đây có thể quý vị không tin Chúa cũng được, chúng tôi không ép quý vị phải tin Chúa. Không phải quý vị tin Chúa rồi chúng tôi mới giúp đỡ. Có nhiều người một sư Tú đã giúp đỡ cho họ nhưng mà họ không tin Chúa, một sư Tú cũng chẳng có phiền hà gì hết. Bởi vì tình yêu của Chúa sống ở trong mỗi người chúng ta và chúng ta giúp đỡ một cách vô điều kiện. Có những người một sư Tú giúp đỡ xong rồi họ cũng ghét một sư Tú, họ cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu sống ở trên thế gian này, Ngài giúp đỡ, Ngài chữa lành, Ngài đuổi quỷ, rồi Ngài hóa bánh ra nhiều cho nhiều người ăn, thì đến cuối cùng những người đó quay lại với Chúa và nói rằng là hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Chúa Giêsu có phiền không? Chúa Giêsu có nói bạn nhớ nha, ăn cháo đá bát sau này biết tay ta. Chúa Giêsu có nói như vậy không? Không. Chúa Giêsu không hề lầm bầm. Chúa Giêsu nói cái tội phản phúc này, chữa lành đủ quỷ, làm biết bao nhiêu cái việc tốt lành mà tụi nó không nhớ ơn mình. Chúa Giêsu không hề nói ra bất cứ một lời nào cay đắng hoặc là phiền chặt họ quý mạng. Chúa Giêsu làm phước vô điều kiện. Cho nên trong hội thánh của Chúa, chúng tôi giúp đỡ vô điều kiện, miễn rằng trong khả năng của chúng tôi. Còn chuyện tin Chúa hay không, đó là chuyện cá nhân của mọi người chúng ta trước mặt Chúa. Không có bất cứ một sự gượng ép nào. Không phải vì cả để quý vị tin Chúa, nhưng hãy để cho tấm lòng của chúng ta, lương tâm của chúng ta được trả lời một cách tự nguyện ở trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của mọi người chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà người nhà giàu này đối diện với Abraham ở trong âm phủ sự chết của mình, thì người giàu này đã có những ước nguyện cho gia đình của mình, người thân của mình, nhưng mà ước nguyện đó đã không được đền đáp bởi vì đã hết cơ hội cho người này phải cũng như cho những ước nguyện của người đó. Abraham đã trả lời cho người nhà giàu này rằng là anh chị em của ngươi ở dương thế đó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Như vậy thì để được cứu rỗi và không bị rơi vào trong cái chỗ hình khổ cái đời như vậy, thì những người còn sống chúng ta cần phải nghe Môi-se và các đấng tiên tri của Chúa thì mới được sự sống đời. Như vậy thì Môi-se và các đấng tiên tri nói về điều gì quý mạng chen? Ở trong Giăng đoạn số 5:46, Chúa Giêsu đã nói rằng là vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Như vậy thì Môi-se và các đấng tiên tri nói về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Môi-se chép rất là nhiều về luật pháp và hình bóng về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Như vậy thì để chúng ta được cứu và chúng ta tránh khỏi cái âm phủ địa ngục tại đời khủng khiếp như vậy, thì chúng ta cần phải tin Chúa Giêsu Christ là của Chúa đã sống của mình, thì chúng ta sẽ được cứu rỗi. Và chúng ta có thể thấy rằng là người giàu này không đồng ý với cái phương cách cứu rỗi và cái sự đưa ra của Abraham ở đây. Người nhà giàu này đã nói rằng là thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu. Nếu
nếu mà có cái chết sống lại á thì họ sẽ ăn năn. Quý vị thấy không, cái người nhà giàu này chết rồi mà còn cứng đầu cứng cổ, chết rồi mà không chịu đồng ý với Abraham về cái phương cách cứu rỗi cho người nhà của mình. Huống chi người này khi còn sống á, mục sư giảng á thì cũng có thể không nghe lời Chúa nói với mình có thể bỏ ngoài tai. Chết rồi đã bị đốt của dân phụ như vậy mà còn nói không phải vậy. Quý bà chị em ơi, khi chúng ta còn sống, chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa, hãy mềm mại để mà nói yes với Chúa, đừng nói no quý bà chị em. Bởi vì khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời trong cái chết rồi thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Ngày nay có người nói rằng là chừng nào tôi thấy Đức Chúa Trời rồi thì tôi mới tin. Nhưng mà Chúa Ngài nói trong lời của Ngài rằng là kẻ nào muốn thấy ta đó thì phải chết. Ai muốn thấy mặt ta thì người đó sẽ phải chết. Môi-se muốn thấy mặt Chúa trực tiếp nhưng mà Chúa nói rằng là ai thấy ta đó người đó sẽ phải chết. Cho nên Môi-se chỉ nhìn thấy ở phía sau lưng trong áo của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên nếu chúng ta muốn thấy Chúa rồi chúng ta mới tin Chúa đó quý vị, chúng ta sẽ không có cơ hội đó đâu. Nhưng mà Chúa nói rằng là phước cho những kẻ chưa từng thấy mà tin. Quý vị chưa thấy thiên đàng đúng không? Nhưng mà quý vị tin có thiên đàng, có Chúa, quý vị sẽ là người được phước giống như người nhà nghèo. Chứ đừng để giống như người nhà giàu, khi mà thấy hết tất cả mọi sự rồi, thấy thiên đàng của người nhà nghèo, rồi thấy âm phủ và chỗ mình đang ở đó, lúc đó chúng ta tin đó thì đã quá muộn rồi. Nguyện lời của Chúa nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta. Bởi vì mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho số phận đời đời của linh hồn. Amen. Mỗi người chúng ta đều có một linh hồn đó rất là giá trị. Chúa yêu thương linh hồn của chúng ta và Chúa không muốn chúng ta sống một đời sống vô nghĩa ở trên đất này. Con chó không có linh hồn. Amen. Dẫu rằng ở tại Mỹ này người ta đối xử với con chó giống như là một người thân trong gia đình. Con chó nó có giấy tờ, có tên họ của người nhà đúng không một số tú hả? Thậm chí là tôi biết là ở một số tiểu bang của Mỹ á, người ta dành cái nghĩa trang dành cho chó. Nhưng Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng là trong thiên đàng không có chó, đúng không mục sư Tấn hả? Dạ, trong Khải Huyền nói rõ với chúng ta rằng là trong thành Jerusalem mới không có con chó. Có lẽ Chúa Kinh cũng biết trước rằng là có một số người yêu con chó và cho rằng là linh hồn của chó nó có thể sẽ vào trong thiên đàng. Giác hồn. Dạ, nhưng mà con chó nó chỉ có giác hồn thôi quý vị, nó không có linh hồn giống như con người chúng ta. Chỉ có con người của chúng ta mới có linh hồn giống như Chúa Trời. Cho nên lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng ta hãy chuẩn bị cho linh hồn của chúng ta từ ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta không biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Và nếu chúng ta có những khó khăn trong cuộc sống tạm bỡ này, hãy tin cậy Chúa và hãy đặt lấy Chúa là trước hết trong đời sống của chúng ta. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ này với một câu thánh ở trong sách Truyền Đạo đoạn số 12 câu số 13 như thế này. Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài. Đó là phần sự của con người, vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín dấu, dù thiện hay ác. Ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 2010 nó chép như vậy. Quý mài chị em ơi, chúng ta kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Chúa. Đó là trọn phần sự của chúng ta trên đời này. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Những ai chúng ta chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta hãy mau mau để chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ là của Chúa đời sống của mình. Bởi vì ngày mai sẽ như thế nào chúng ta không biết trước được. Sinh hữu hạn nhưng mà tử thì vô kỳ. Xin Chúa Ngài thương xót và ban phước cho mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta sẽ luôn luôn sống một đời sống khôn ngoan, kính sợ Chúa và yêu mến những người xung quanh của chúng ta. Ngài xin mời quý mài che quý đạo thánh của Chúa. Ngài xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện lời của Chúa này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.